Chào mừng mình là Haru, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy nhớ theo dõi kênh của Haru nha và hãy nhớ like cho video của Haru. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phim hoạt hình Hiệp sĩ lợn Buring. Câu chuyện là một ngày nọ, cô bạn tên là Quả Lâm đang vội đến trường vì chạy học thì thấy một con lợn màu vàng đang bị thương. Thật ra con lợn này chỉ đang bị đói thôi, nó trở lại bình thường ngay sau khi ăn quả táo của Quả Lâm. Khi đến trường, Quả Lâm mới biết được con lợn đã trốn vào cặp của mình và gây ra vô số rắc rối cho cô. Sau khi đi học về, cô bé lại chợt nhìn thấy con lợn, bỗng dưng nó biến mất và để lại một cái hộp gương. Khi mở ra thì có cái một mũi lợn dính vào mũi của cô bé. Con lợn xuất hiện và nói rằng thật sự nó là hoàng tử Đông Lai Lia Lạc Sơn, trời tên gì quá dài luôn, của hành tinh bạo lực. Và Quả Lâm kêu con lợn này là Đông Đông. Đông Đông giải thích rằng cái mũi lợn đó để giúp biến thân. Chỉ việc nói lợn con yêu mến hiện thân, Quả Lâm sẽ thực hiện biến thành một con lợn màu hồng có sức mạnh phi thường, được gọi là Buring. Đây không phải là điều Quả Lâm lại lấy làm vui sướng, vì cô bé chỉ muốn hóa thân thành một nữ hiệp sĩ anh hùng xinh đẹp như là thần tượng của mình, đó chính là nữ hiệp sĩ xinh đẹp trên TV. Đông Đông và cha nói chuyện thông qua cái gương, thuyết phục Quả Lâm rằng cô bé là một hiệp sĩ đi cứu người. Mỗi lần làm việc nghĩa, cô bé sẽ nhận được một viên trân châu. Không, trân châu. Và sau khi thu thập đủ 108, có nghĩa là 108 viên trân châu, cô bé sẽ được thực hiện biến thành một hình tượng nào đó bất kỳ mà mình thích. Tuy nhiên, Quả Lâm không được cho ai biết thân phận thật sự của mình. Nếu không thì sẽ ở trong hình dạng của Buring mãi mãi, không thể trở lại thành người, có nghĩa là sẽ ở thành hình dạng của con heo mãi mãi. Đồng thời, việc thu thập trân châu phụ thuộc vào nhân quả, có nghĩa là nếu cô bé lợi dụng sức mạnh của mình để làm chuyện riêng thì sẽ bị mất trân châu. Mỗi khi có người gặp nạn thì Quả Lâm sẽ biến thành hiệp sĩ lợn Buring và ra tay giúp đỡ. Thế là từ đó bao chuyện hài hước đã xảy ra. Các bạn hãy xem phim hình này thử đi nhé, rất là hấp dẫn luôn. Vậy là chương trình Haru đến đây là hết rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.